xem vận hạn năm 2024 đối với người tuổi dân. Tiền bạc tụ tán thất thương, cẩn thận còn trải tuổi vì đầu tư mạo hiểm. Xem tử vi tuổi dần năm Giáp Thìn 2024 thấy rằng đây là một năm đầy cơ hội lẫn thách thức đối với người cầm tình con hổ tiền bạc có biến động rất mạnh, vào ra thất thường cẩn trọng hết sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm khi nền kinh tế đang lao dốc. Đánh giá chung về tử vi tuổi dần năm 2024 Luận giải tử vi tuổi dần gồm các tuổi nhâm dần, canh dần, giáp dần, bính dần và màu dần. Tuổi nhâm dần sinh năm 1962, năm 2024 là 63 tuổi, mệnh kim bạch kim, tường khắc lưu niên

mệnh thành đầu thổ tương sinh lưu niên và tuổi canh dần sinh năm 2010 năm 2024 này là 15 tuổi mệnh tùng bách mộc tương sinh lưu niên đánh giá chung về vận hạn của người tuổi dần vào năm 2024 đối với con giáp người tuổi dần bước sang năm giáp thân 2024 có thể nói là một năm đầy thách thức lẫn cả các cơ hội. Nhìn chung vận trình trong năm có thân có trăm, ngũ hành lưu niên tương sinh, song vẫn có những hung tình tác động. Còn giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi. Đôi khi bản mệnh có thể sẽ nghi ngờ chính bản thân mình nếu không kịp thời giải tỏ sẽ rất dễ làm vào khủng hoảng năm nay còn giáp người tuổi Hậu cần nhắc nhở bản thân kiềm trễ tính nóng nại của mình đặc biệt là những nơi công cộng không được quá bốc đồng hay can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình nếu không có thể dẫn tới tai họa công việc của người tuổi dần có cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với bạn trong năm nay những thay đổi hay bước ngoặt cũng hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đôi khi còn khiến cho những người tuổi hổ bị trở ngập. Các mối quan hệ tốt trở nên chỉ hòa chi quỷ, tránh những tranh chấp xung đột với đối tác đồng nghiệp. Năm nay, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, bốc đồng mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt cho sự nghiệp. Con đường tài lộc có hung tinh gây nên không ít xảo trộn cho tài vận của con giáp người tuổi dân. Tài chính năm nay có thể nói là lên xuống thất thương, tính chất biến động rất mạnh nên về mặt quản lý tiền bạc bạn cần phải thận trọng kẹo phá tai. Đối với việc đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng phải tính toán cẩn thận hơn để tránh những việc vùng tiền vô ích. Tình cảm của người tuổi dân được dự đoán sẽ có nhiều dao động trong năm giáp thân bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn, thiểu cảm giác an toàn. Điều này sẽ khiến cho bạn lo lắng về những cái được và mất trong mỗi quan hệ. Bạn có thể đánh mất tình yêu đích thực của mình nếu hành sự không đúng. Bạn nên chú ý không mang những cảm xúc tiêu cực về nhà để không ảnh hưởng tới mối quan hệ hôn nhân. Sức khỏe của những chú hộ cần phải chú ý hơn về thể chất Duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đặc biệt tránh mệt mỏi, căng thẳng quá mức, duy trì lối sống lành mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Năm giáp thân có hung tinh chiếu mệnh có thể gây ra thương tật, tai nạn hoặc nguy hiểm tới tính mạng, bạn cần lưu ý. Xem chi tiết vận hạn tử vi tuổi dần năm giáp thân 2024 qua các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang năm giáp thìn sự nghiệp của những chủ hộ đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định đón nhận thay đổi tích cực nhờ cỏ sao dịch mã chiếu mệnh song mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bạn không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình năm nay dù đang ở vị trí hay lĩnh vực nào bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân đó là may mắn nhưng cũng có những thách thức không nhỏ tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức đúng chỗ sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp trong tương lai ngoài ra sẽ có một số thử thách trong năm nay sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng xử lý tình huống của bạn tuy nhiên chỉ cần bạn kiên trì quyết tâm theo đuổi thành công công việc thì sẽ chắc chắn vượt qua một cách xuân sẻ lưu ý rằng sao dịch mã cũng là tiềm bảo của sự điều chuyển về chức vụ hoặc thay đổi trong môi trường làm việc đó có thể là những điều chuyện về công tác nhân sự trong công ty hoặc cấp trên ra quyết định kiện toàn lại bộ máy nhân sự tổ chức lại nhóm dự án có thể có người sẽ được thăng chức nhưng cũng sẽ có người bị sa thải dù bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hoặc không chút liên quan thì nhận chủ hộ vẫn nên duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp bất cứ lúc nào cũng phải thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên cũng như là cách tự bảo vệ bản thân thành quả mà bạn đã gây dựng cho tới nay trong năm 2024, những chủ hộ hãy cử nhở làm việc chăm chỉ hơn. Tất nhiên, việc duy trì mỗi quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp hay xung đột với đối tác đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối. Nếu được cấp trên giao đảm nhiệm nhiệm vụ công việc mới thì người tuổi dân nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, cầu tiễn, mày mò, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Năm nay, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ càng, đừng quá nóng vội, bốc đông mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Một số bạn rơi vào tình trạng bể tắc, thậm chí là thất nghiệp trong năm giáp thình cũng trở nên suy nghĩ quá mức tiêu cực rồi tự phủ nhận bản thân. Hãy cho bản thân một khoảng thời gian ngắn, cân bằng lại tâm lý, sau khi điều chỉnh lại rồi tiếp tục tìm việc cũng không muộn. Lúc này bạn sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều quỹ giá để thêm vững vàng. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Bạn cần phải theo dõi những thay đổi từ thị trường, và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó. Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn cần được xử lý giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng, mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt. 2. Luận về phương diện tài chính Năm giáp thìn này được dự đoán là một năm tài vận khó khăn đối với người tuổi dân. Không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hào tài lại rất lớn. Trong năm nay có thể nói là lơ xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, nên về mặt quản lý tiền bạc bạn cần phải cẩn thận kẹo phá tay. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vùng tiền vô ích năm 2024 có cơ hội khám phá nhiều nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Xong, đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy, hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vùng tiền vào. Năm giáp thân, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng thì những chú hộ không nên quá xa đò, lười biển, chỉ nghỉ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cài kiểm trang trại cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bản thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ bởi vì tích tiểu thành đại. Nhiều món nhỏ gặp lại sẽ thành món lớn khoảng thời gian mùa thu năm Giáp Thìn được dự báo là giai đoạn có nhiều biển động tài chính thường xuyên nhất nên cần phải luôn đề cao cảnh giác, thận trọng trong các quyết định về tiền bạc. Hãy cẩn thận không bỏ tất cả trứng vào một giỏ mà bạn nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro. Năm nay bạn mệnh sẽ có rất nhiều khoản cần phải chi tiêu Ngoài những nhu cầu sinh hoạt thường ngày mà trai hiểu hỷ thì những dự định làm ăn thiếu hiệu quả cũng tiêu tốn của người tuổi này một khoảng không nhỏ. Ngoài ra do bị ảnh hưởng bởi hung tin tiểu khách, không chỉ bản thân họ mà cả người thân, bạn bè xung quanh của người tuổi dân cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe. Điều này cũng gây tổn thất nhất định về tiền bạc khi dùng tiền để chạy chữa bệnh tình. Đồng thời, do ảnh hưởng của các sao xấu, người tuổi dân dễ gây ra xích mít với những người xung quanh. Có thể gây ra xung đột về thể chất dẫn tới những rắc rối, chi phí không đáng có. Vì vậy, những chủ hộ cố gắng kiểm soát cảm xúc nóng nại, hạn chế tối đa bạo lực, nhất là khi trao đổi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác. Bạn nên chú ý hơn tới lời nói lẫn hành động của mình, tránh nói ra hoặc làm những điều quá khích, chỉ để thỏa mãn cơn nóng giận nhất thời của bản thân. Nhìn chung, duy trì mức luân chuyển vốn ổn định, tiết kiệm nhiều hơn và không ngừng nâng cao quản lý tài chính là chìa khóa để bạn an tâm ứng phó với những biến động tiền bạc trong năm giáp thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện tình cảm của người tuổi dân trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ từ trạng thái cảm xúc bất ổn. Những chủ hộ sẽ bị hung tinh thiền khóc ảnh hưởng, tình cảm dao động lớn trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiểu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông dần hơn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý Hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời, điều này sẽ trị khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn. Cuối cùng, cả hai có thể tỉnh tới việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường xuyên dẫn tới xung đột. Hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Năm nay sẽ là một thách thức đối với các cặp đôi đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu. Nhưng nếu sau tất cả những sóng gió đỏ, cả hai vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua thì đích đến hạnh phúc đang nằm ngay trước mắt chờ đón hai bạn. Đối với những người đã kết hôn, năm 2024 cũng sẽ gây ra nhiều khúc mắc trong hôn nhân. Cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết. Nếu cứ lựa chọn cách tránh né như vậy để chiến tranh lạnh kéo dài, không khí gia đình hậm hực đè nén, đợi đến ngày mà sự bất mãn tích tụ đến đỉnh điểm và bùng nổ hoàn toàn, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Vợ chồng có mâu thuẫn thì nên tích cực trao đổi để giải quyết, thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là cách giữ gìn hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng những bất mãn về công việc nên để bên ngoài cảnh cửa gia đình trở nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà rồi trút lên đầu người thân. Họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. Những người bạn độc thân có nhiều cảm xúc tiêu cực trở nên khép kín và sống nội tâm hơn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới nhân duyên của bạn trong năm giáp thân cho dù có người xung quanh giúp đỡ giới thiệu ai đó bản mệnh cũng không muốn mở lòng gặp gỡ hay tiếp xúc vòng bạn bè của bạn vốn rất hẹp nhưng lại càng khó thoát khỏi cảnh độc thân 4. Luận về phương diện sức khỏe Xem vận hạn năm Giáp Thình 2024 thấy rằng sức khỏe của những chủ hộ không mấy lý tưởng do chịu tác động từ hung tinh thiền khốc và điểu khách. Vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Còn giáp người tuổi dân có thể bị bất cẩn hoặc va vấp té ngã mà bị thương tai nạn, đi bảo cho thấy cỏ họa đổ máu, chú ý khi sử dụng các vật sắc bén mũi nhọn. Đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc, tuân thủ luật giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và phòng tránh tổn hại lẫn thể chất, tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh luyện tập quá mức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý tới cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi điều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra còn giáp người tuổi dân cũng nên lưu ý tới tình trạng sức khỏe của người cao tuổi trong gia đạo, thường xuyên quan sát để có thể phát hiện sớm những triệu chứng bất thường kịp thời chạy chữa, can thiệp y tế phù hợp. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024 đối với từng tuổi dân như sau. Một Tuổi nhâm dân sinh năm 1962, mệnh Kim bước sang năm giáp thân người tuổi nhâm dân có nhiều cảm xúc tiêu cực thường xuyên nổi nóng đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nhưng bản mệnh có những cách hành sự cực đoan dễ dẫn tới tranh cãi hoặc sức mẻ tình cảm điều này không chỉ làm xấu đi các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mệnh chủ ở độ tuổi hiện tại, bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, giữ thái độ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng và cả những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái. Khi gặp chuyện không như ý, đừng vội phản ứng một cách gay gắt, điều gì cũng có thể cho qua, thì hại cho qua. Sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không có quá nhiều bệnh tật quấy rầy, chỉ cần chú ý nhiều hơn trong việc chăm sóc khí quản và hệ hô hấp, ăn nhạt và ít dầu mỡ, chế độ ăn uống lành mạnh là tốt. 2. Tuổi giáp dân, sinh năm 1974, mệnh thủy. Trong năm 2024 này, tình hình tài lộc của người tuổi giáp dân không được khả quan cho lắm, vì có quá nhiều khoản phải chi tiêu về gia đạo, mối quan hệ giữa các thành viên có nhiều khúc mắc xảy ra nhiều mâu thuẫn vì những vấn đề quyền lợi. Người thân cãi vã hoặc có thể trực tiếp xảy ra kiện cáo. Những chuyện này sẽ khiến cho bản mệnh cảm thấy rất cảo cảnh và muộn phiền. Về mặt sức khỏe cũng cần chú ý tới chế độ ăn uống, ăn ít thịt để không tăng cholesterol. Cao huyết áp, tiểu đường, đồng thời Đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân, nếu bạn có sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. 3, tuổi Bính dân, sinh năm 1986, mệnh Hỏa. Vận khí của người tuổi Bính dân rất ổn định trong năm Giáp Thìn. Năm nay bản mệnh tập trung phần lớn thời gian và sức lực cho sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, tính chất công việc lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác có thể gây ra cảm giác nhàm chán. Người tuổi dần sinh năm 1986 tuy có hoài bão và tham vọng lớn, nhưng tình hình chung năm nay không mấy ủng hộ, cơ hội thuận lợi cũng không nhiều, nên tốt nhất bạn nên làm tốt công việc hiện tại thay vì nghĩ tới việc thay đổi. Đừng nghĩ việc một cách vội vàng, càng không nên cõi tưởng nghĩ việc để khởi nghiệp đây là nước đi hết sức mạo hiểm trong năm giáp thân. Ngoài ra, người tuổi bình dân cũng nên chú ý tới sức khỏe, xây dựng chế độ ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, đồ lạnh, nếu không có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa. 4. Tuổi Mậu Dân, sinh năm 1998, Mệnh Thổ, Bước sang năm giáp thân, người tuổi mậu dần có nhiều khả năng sẽ vướng vào các mối quan hệ tình cảm rõ ràng. Điều này cũng sẽ khiến cho danh tiếng của bạn bị tổn hại, thậm chí có thể bị những người xung quanh chèm pha điều tiễn thị phi, nghiêm trọng hơn có thể bị mất việc. Đặc biệt những người làm công chức hay những nghề nghiệp đặc thù, nếu làm những việc trải pháp luật xa đỏ về mặt đạo đức chắc chắn sẽ gây ra hàng loạt ảnh hưởng hậu quả tiêu cực. Về mặt tài lộc nếu năm nay bạn tiêu quá nhiều so với kế hoạch, thẻ tín dụng của bạn có thể bị thấu chi trước và bạn sẽ chịu nhiều áp lực khi phải trả nợ sau đó. Vậy nên hãy cố gắng chi tiêu cỏ chân mực, đừng chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ. 5 tuổi canh dân sinh năm 2010 mệnh mộc trong năm giáp thân nhìn chung cuộc sống của các bạn tuổi canh dân sinh năm 2010 không có quá nhiều sóng trộn hay biến động so với trước đó bản mệnh vẫn có ý thức học tập nghiêm túc ít khi phải để phụ huynh hay giáo viên phàn nàn đây là một điểm sáng của người tuổi này trong năm giáp thình. tuy nhiên so với các bạn cùng trang lửa thì bản mệnh tuổi canh dần có phần trưởng thành hơn, có thể suy nghĩ trước về cuộc sống tương lai, có những kế hoạch của riêng mình. Một số bạn có động lực học tập chăm chỉ hơn những bạn khác cùng trang lửa và dễ đạt được kết quả xuất sắc. Bạn có thể chia sẻ với cha mẹ hoặc người lớn trong nhà để được khuyên bảo đúng hưởng. Về phía phụ huynh, dù có đồng ý kiến với những ý tưởng tương lai của con cái hay không, bạn vẫn nên tôn trọng việc trẻ đã tin tưởng tâm sự với bạn. Sau đó mới có sự uốn nắn cần thiết một cách khéo léo, đừng quá cứng nhắc hay cảm đoán quá vội vàng ngay từ đầu kẹo phản tác dụng. Xem vận hạn năm 2024 đối với con giáp người tuổi dân qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch, dục tốc bất đạt tránh đầu tư mạo hiểm hoặc làm ăn theo đường mòn lõi tắt kẹo tiền mất tật mang sức khỏe giảm sút đi đứng cần phải cẩn thận kẻ bị tể ngã gây tổn thương tử tri tháng 2 âm lịch tháng này làm việc có nhiều áp lực ít vận quý nhân việc gì cũng đến tay khiến đường sổ lúc nào cũng tất bật căng thẳng gia đạo bất ổn có nhiều sự hiểu lầm gây trạng nứt trong mối quan hệ lửa đôi tháng và âm lịch phải đưa ra quyết định tài chính quan trọng nếu thiểu sản xuất sẽ bị lừa gạt sổ tiền lớn đề phòng mất cấp của cải tháng tư âm lịch tháng này xuất hiện thách thức trong công việc nhưng đồng thời cũng có cơ hội để bứt phá tạo dấu ẩn riêng trong tập thể trong nguy có cơ làm tốt còn được cất nhắc trong nhà có hỷ tính tình cưới hỏi hoặc sinh con đẻ cái tháng 5 âm lịch. Tháng này cẩn thận đường sông nước tránh tai nạn bất ngờ, tài lộc có chỗ hiệu khởi vượng nhưng chi tiêu vẫn nhiều, hầu như khó tích lũy. Việc làm ăn có cơ hội mở rộng kỹ kết hợp đồng lớn, có quý nhân hỗ trợ về mặt tiền bạc xoay vòng vốn, làm ăn khá thuận. Tháng 6 âm lịch, Tháng này, chuyện tình cảm bất ổn có cả thứ ba xen ngang phá hoại, đề phòng hỏa hoạn, đi lại cẩn thận tránh va vẹt xe cộ. Tháng 7 âm lịch tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các trò mai rủi kẹo trải tuổi rơi vào cảnh nợ nần. Sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về mắt hoặc hệ thần kinh. Tháng 8 âm lịch trong gia đình có điềm tang trễ, đi xa bất lợi có thể bị nhỡ xe bỏ dở hành trình hoặc mất trộm tiền của quỹ giá tháng 9 âm lịch tháng này công việc có tiến triển tích cực chuyển công việc hay lĩnh vực cũng có lợi tại thời điểm này đường sổ nên cân nhắc tháng 10 âm lịch có dấu hiệu dịch chuyển môi trường làm việc hoặc thay đổi chức vụ sự dịch chuyển mang tính chất tích cực nên trang là cơ hội tốt để thử sức tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn để giúp đỡ người thân trong gia đạo. Tháng 11 âm lịch, thu nhập có sự gia tăng do nhận được lương, thưởng hoặc nguồn thu phụ. Việc làm ăn tuy bận rộn nhưng đạt được kết quả khả quan, có thể được đề bạc thành tiễn Tháng 12 âm lịch, cơ thể suy nhược do áp lực tinh thần, ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận kẻo bị ngộ độc thực phẩm trong các buổi tiệc tùng trong nội tộc có điềm tàn trễ đi xa có lợi về tiền bạc nhưng hại về sức khỏe kết luận vận hạn tử vi năm 2024 đối với người tuổi dân so với vận hạn năm quỷ mão 2023 vận trình xuyên suốt năm giáp thìn 2024 của người tuổi dân kém sắc và có nhiều khó khăn hơn. Trong năm, vận quỹ nhân mỏng, đừng sổ tự lo, tự làm, tất bật vất vả mà thu về thành quả chưa thật sự tương xứng. Một phần vì các tình ích hỗ trợ kém cho vận trình, một phần cũng là vì khó khăn chung của nền kinh tế khiến công việc mà bạn đang làm bị tác động đáng kể. Nhìn chung, năm 2024 là một năm đầy cơ hội và thách thức đối với những chủ hộ, cần giữ thái độ tích cực và khả năng thích ứng linh hoạt để nắm bắt cơ hội, đón đầu tương lai tốt đẹp hơn.